Xin chào các bạn, tôi là Nguyễn Hoàng Tuấn, kiện tướng quốc gia cờ vua. Sau khi đã vươn lên dẫn trước kỳ thủ Park Nanaha với tỷ số 1.5-0.5, Quang Liêm đang tiến rất gần đến chiến thắng thứ hai tại siêu giải FTX Crypto Cup năm 2022. Giải đấu cực mạnh, không kém gì Candidate khi có sự tham dự của các kỳ thủ hàng đầu thế giới như vua cờ Manukasen, đương kim vô địch World Cup Genduda, cựu vô địch World Cup Levon Aronian, tay cờ số 4 thế giới Alizeza Fioza hay siêu đại kiện tướng Anit Giri. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với ván đấu thứ 3 trong loạt trận đấu giữa kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm và thần đồng cờ vua Park Nanaha tại giải cờ vua FTX Crypto Cup 2022. Đầu tiên thì nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, hãy ấn vào nút đăng ký để xem hàng nghìn ván cờ hay nhất thế giới. Đừng quên để lại một like để cổ vũ cho Quang Liêm nhé. Với lợi thế cầm quân trắng, Quang Liêm quyết tâm giải quyết nhanh chóng trận đấu này để tránh đêm dài lắm mộng. Anh tung tuyệt chiêu của mình để khởi đầu ván cờ bằng nước tốt D4. Với chủ trương cầm hòa bằng quân đen, để ván sau sẽ quyết chiến khi được chơi quân trắng, Park Nanaha nhanh chóng đáp trả bằng nước tốt D5. Trắng nhảy mã F3, xuất quân kiểm soát trung tâm. Đen nhảy mã F6. Sau vài nước đầu thăm dò, trắng mạnh mẽ dâng tốt C4 đánh chiếm trung tâm. Đen ăn tốt sang C4. Trắng đẩy tốt E3, mở đường cho tượng F1 xuất trận bắt lại tốt. Đen lên tốt E6, thiết lập thế trận phòng thủ. Trắng ăn tượng lên C4. Đen đẩy tốt C5 phản kích vào trung tâm. Thấy sắp có đánh nhau to, trắng vội vã nhập thành, di chuyển vua vào vùng an toàn, chuẩn bị cho các trận đánh lớn. Đen triển khai mã lên C6, gia tăng áp lực lên trung tâm. Trắng bình xe qua E1, tập trung quân nặng ở trung tâm. Đen lên tốt A6, chuẩn bị sẽ dâng tốt B5, tiến đánh cánh hậu. Trắng đẩy tốt H3, nước đi mang tính chất mở cửa sổ, đề phòng có biến sau này. Đen theo kế hoạch dâng tốt B5 tấn công tượng. Trước sự hung hăng của đen, trắng chạy tượng với F1. Từ nãy đến giờ thì hai con tốt của hai bên ở trung tâm đang nhìn nhau mà chưa làm gì. Đen liền chủ động ăn tốt sang D4 khai chiến. Trắng ăn tốt lên D4, đen lên tượng E7, mở đường cho vua chuẩn bị nhập thành. Trắng dâng tốt A4 đột phá vào B5, hòng mở toang cột A cho xe tham chiến. Không dễ dàng mắc mưu trắng, nên đẩy tốt sang B4, tránh giao chiến ở bên cánh hậu. Trắng triển khai tượng lên E3, giữ vững trung tâm. Nên đưa tượng lên B7, kiểm soát đường chéo chiến lược H1, A8. Do vị trí đẹp ở C3 đã bị tốt đen khống chế, nên trắng đành phát triển mã cánh hậu lên D2. Nên tung mã lên A5, ngăn chặn mã trắng xông lên B3 rồi đột nhập vào cứ điểm C5. Trắng qua xe C1, triển khai quân nặng chiếm lĩnh cột mở C. Không dám để vua ở lâu giữa bàn cờ khi mà toàn bộ các quân trắng đã vào vị trí chiến đấu. Đen vội vã nhập thành. Trắng tung mã vào chiếm đóng cứ điểm E5. Trong thế cờ này thì điểm yếu của trắng chính là quân tốt cô lập ở D4. Rất dễ làm mồi cho quân đối phương tấn công. Nhưng cũng có thể coi đây là một điểm mạnh của Quang Liêm. Với tốt cô lập này thì trắng có thể mở một cuộc tấn công quy mô lớn nhằm vào vua đen. Với sự tham gia của mã trên cứ điểm ở E5, hai tượng chĩa về phía cánh vua luôn sẵn sàng khai hỏa bất cứ lúc nào. Hai xe thống lĩnh trên cột mở C và cột nửa mở E có thể tham chiến ở trên hàng ngang số 3. Trở lại ván cờ thì không để cho xe trắng độc chiếm cột mở chiến lược. Đen đưa xe qua C8, trung hòa cột mở C. Trắng nhảy mã lên C4. Đen đổi mã vào C4. Trắng ăn tượng lên C4. Tuy các quân trắng đã tham chiến hết, song trắng lại chưa thể tạo ra một mối nguy hiểm nào cho đen. Với quân tượng chiến lược ở B7, kiểm soát toàn bộ đường chéo lớn H1 A8, đen có thể phản công lại bất cứ lúc nào. Đen tung mã lên chiếm đóng ở ô tiền đồn D5. Vị trí cực mạnh giúp cho mã đen kiểm soát và tạo ra nhiều mối đe dọa lên thế trận của trắng. Trắng lên hậu E2, phối hợp tấn công vào con tốt A6. Đen lập tức phi hậu
lên D6 để bảo vệ. Trắng lùi tượng với D3, chuẩn bị quyết chiến trên cột E. Đen lên tượng F6, chĩa về phía trung tâm. Trắng đổi xe vào C8. Ở đây mà đen bất cẩn ăn xe sang C8, chiếm lĩnh cột mở C thì trắng sẽ phế tượng vào H7 ra đòn. Đen ăn vua lên H7 thì trắng sẽ phi hậu lên H5 chiếu. Đen chạy vua về G8 thì trắng sẽ ăn hậu vào F7 chiếu. Đen lại phải chạy vua lên H7 thì trắng sẽ làm thịt con tượng ở B7 và trắng sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Trở lại ván cờ, Park Nanaha rất khôn, dù rằng rất muốn ăn con xe C8 để chiếm cột mở C. Song cậu nhanh chóng nhận ra cái bẫy nguy hiểm của Quang Liêm đang giăng ra nên đành ăn tượng về C8. Trắng lùi tượng về D2, mở cột E cho các quân nặng ở phía sau rình rập. Đen lùi mã về E7, chuyển hướng sang cánh vua để tham gia hỗ trợ cho thế trận phòng thủ bảo vệ vua. Trắng lên hậu E4, đe dọa chiếu hết ở H7. Đen đã có sự chuẩn bị nên nhanh chóng đẩy tốt G6, chặn đường tấn công của hậu và tượng. Không làm gì được đen ở bên cánh vua nữa. Trắng liền đưa xe qua C1, chuyển hướng sang tấn công cánh hậu. Đen tung lã lên F5, phối hợp cùng hậu tấn công lại và có tốt D4. Thế nhưng nước đi này lại khiến cánh hậu của đen bị suy yếu và trắng lập tức phi hậu xuống A8, tung đòn tấn công đôi nhằm vào tượng C8 và bắt con tốt ở A6. Không thể bảo vệ đồng thời cả hai, đen bèn chạy tượng lên D7, phản công lại vào tốt A4. Thế nhưng nước đi này lại không thể cứu vãn được việc mất tốt. Không chậm trễ, trắng ăn hậu về A6, đen ăn hậu sang A6, trắng ăn tượng vào A6, đen ăn tượng lên A4. Trắng huy động xe qua A1 truy sát tượng. Lúc này thì tượng đen lại bị bí nước chạy. Nếu mà chạy tượng xuống C2 thì sẽ bị mã trắng vào D7 tấn công đôi xe và tượng. Do đó thì đen đành phải đổi tượng vào mã E5 trước. Trắng ăn tốt lên E5, thoát được tốt cô lập và củng cố ưu thế của mình bằng hai tượng trong cửa tàn. Đen chạy tượng về C6. Lúc này thì trắng mới ăn tượng lên B4 tấn công xe. Nếu mà qua xe B8 thì cũng không giải quyết được vấn đề gì vì trắng sẽ chạy tượng về C3. Do đó thì đen đã qua xe D8, chiếm lĩnh cột mở D. Trắng lùi tượng với C3. Đen đẩy tốt G5. Với việc hơn tốt tông xa, cộng với ưu thế hai tượng, rõ ràng thì việc Quang Liêm giành chiến thắng có lẽ chỉ còn là vấn đề thời gian. Không để các fan hâm mộ phải chờ đợi lâu, trắng dâng tốt B4, đe dọa tiến xuống phong hậu. Đen chủ động chạy tượng lên D5 trước để tránh đòn. Không vội vàng, trắng chậm rãi lùi tượng về F1. Đen chuyển hướng qua xe C8 tấn công tượng. Trắng qua xe C1 bảo vệ. Bí nước, đen đẩy tốt H6 chờ đợi. Trắng thúc tốt tràn sang B5, bắt đầu tiến sâu vào trong trận địa của đen. Thấy nguy, đen liền lùi mã với E7, định di chuyển sang cánh hậu để phối hợp cùng các quân ngăn chặn tốt trắng tiến xuống. Trắng lùi tượng về D2, gạ đổi quân xe. Đang yếu thế nên đen đành qua xe B8, tránh giao chiến. Thừa thế xông lên, trắng phi tượng lên B4 tấn công mã. Đen chạy mã về C8, định luồn lên B6, block tốt trắng lại. Trắng lao xe xuống C7, khống chế hàng ngang số 7. Đen theo kế hoạch nhảy mã lên B6. Trắng phi tượng lên C5, uy hiếp mã. Đen tiếp tục phạm phải sai lầm khi nhảy mã A4 bắt tượng. Nước đi này mở ra cơ hội đẩy tốt B xuống cho trắng. Không chậm trễ, trắng lao tượng xuống A7 bắt xe. Đen luống cuống chạy xe sang A8. Chỉ chờ có thế, trắng thúc tốt tiến tiếp xuống B6 và chỉ còn 2 nhịp nữa là phong hậu tiễn đen về chầu ông bà ông vải. Không thể ngăn cản tốt trắng tiến xuống, đen đành liều mạng phế mã và tốt B6. Trắng ăn tượng với B6 thầm nghĩ: thôi hàng đi chú em, đánh đấm gì nữa. Song đen vẫn cứ hùng hục lao nhanh xe xuống A1, tung đòn giằng tượng. Hy vọng trắng sẽ sơ sảnh di chuyển xe thì sẽ tiến tượng lên C4, bắt chết tượng F1. Song trò trẻ con này thì không thể qua mắt được Quang Liêm.
Anh nhanh chóng lùi tượng với E3 thủ thế. Mí nước đen lên vua G7. Đến đây thì với bản năng sát thủ khiến cả thế giới phải run sợ, Liêm lạnh lùng lùi xe về C1, bịt hàng ngang số 1 lạ. Hết vẹo tấn công, có cú đấm ăn xôi thì cũng vô ích. Park Nanaha đành phải giơ tay xin hàng để tránh khỏi bị ăn hành. Chấm dứt chuỗi 4 trận toàn thắng ở siêu giải. Chiến thắng trước chú ngựa ô Park Nanaha giúp Quang Liêm lấy lại sự tự tin thường thấy, đồng thời bỏ túi thêm 200 triệu tiền thưởng nữa. Ở hai vòng đấu cuối cùng, Quang Liêm chỉ phải gặp hai kỳ thủ tương đối nhẹ là Anit Giri và tài năng trẻ Neyman. Hy vọng Quang Liêm sẽ giành trọn vẹn 6 điểm để về đích với đúng vị trí mà anh đã đặt mục tiêu. Hãy để lại một like để cổ vũ cho Quang Liêm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.